Rồi, mời em gái. Xin mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra nha. Bây giờ thì mời hai bạn sẽ giới thiệu thật lớn, to rõ những thông tin của mình để cho đối phương có thể lắng nghe được nha. Mời em trai giới thiệu trước. Dạ, xin chào chương trình ạ. Chào chị Cát Tường. Rồi. Mình là tên Vũ, năm nay là 30 tuổi rồi. Sinh năm bao nhiêu Vũ? Dạ, 1991. Vũ đang làm công việc gì, quê ở đâu? Làm bên kỹ thuật viễn thông của một công ty FPT vậy. Rồi, có xăm mí mắt không vậy? Dạ không chị. Rồi, mắt đẹp quá trời, mắt to mà đen long lanh, lát em coi thử đúng không nha. Rồi, bây giờ em gái giới thiệu nè. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh đối diện ạ, chào khán giả đang xem truyền hình ạ. Thì hiện tại em tên là Lan ạ, thì em 27 tuổi, thì công việc của em là kế toán. Hiện tại em đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, còn quê của em là ở Bến Tre ạ. Sau này ví dụ như lấy chồng lập nghiệp mình muốn ở thành phố Hồ Chí Minh, hay là ví dụ chồng mình có về quê thì mình có ngại theo chồng hay là không? Dạ, em không ngại vấn đề đó chị. Rồi, miễn là có được một người chồng. Dạ đúng rồi, cũng như là mình cũng ở đâu cũng được, miễn là mình quan tâm với ba mẹ mình được là được rồi. Đúng rồi, cảm ơn em. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì em cũng vui vẻ hòa đồng. Còn điểm yếu của em là cũng như hơi trầm tính xíu chị, ví dụ như là cũng hơi thất thường lắm, ví dụ như là vui thì vui lắm mà không buồn thì em ru à, không nói gì. Mình có cái tật xấu gì không nè, hay là cái khuyết điểm gì không nè? Cũng nhiều lúc cũng hơi nóng tính đó, ví dụ như mà cái việc mà mình không có như ý của mình á, cũng hơi bực trong người á, cũng hơi nóng tính xíu mà xong là không có gì hết. Dạ. Còn bên mình, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh thì em tự lập từ nhỏ á, cái gì em làm cũng được hết. Việc trong nhà là em làm được hết. Em hơi nóng tính một xíu, với lại em khó tính nữa. Em đang làm cái gì á, hay là đang nói chung là tập trung vào công việc đó mà có tác động ở bên ngoài là em khó chịu. Rồi bình thường bây giờ mình ở nhà vậy rồi ăn uống nấu nướng sao? Dạ mình tự ăn chị. Ăn cơm ngoài hả? Đúng rồi. Ăn cơm ngoài không chứ không có nấu cơm ăn? Dạ không, tại vì em đi làm tối ngày mà. Sáng là đã đi làm rồi. Bên đây là cần một bàn tay người phụ nữ chăm sóc nè, cho mới có da thịt đẩy đà, cấu trúc gương mặt là rất là đẹp trai. Tuy nhiên là hơi ốm, tôi nói trước để mà bên này người ta biết. Đó, rồi thôi rất là thông cảm với các bạn mà phải xa xứ để mà mưu sinh và lập nghiệp thì nó vất vả như vậy đó. Tình trường thì sao? Dạ em trải qua một mối tình thời học sinh sinh viên á chị, nó cũng không có gì thôi. Rồi cuối cùng là em đi làm riết rồi, cứ sáng đi tối về rồi tối lại thì ăn xong rồi ngủ rồi. Nhưng mà em đi làm giờ giấc công việc như thế nào, mấy giờ là xong việc? 7 giờ thì mình làm công việc nó cũng không có cố định á. Ví dụ mình phục vụ khách hàng mà, khách hàng về có khi là 6-7 giờ tối khách hàng mới về thì mình cũng phải phục vụ. Vậy rồi nguyên buổi tối là ở nhà không vậy đó hả? Dạ đi làm về mệt thì không có đi đâu được hết. Rồi mà cả chục năm vậy không bạn, không bè, không gì sao? Dạ, trong này cũng ít bạn bè cũng ở quê hết rồi. Mà cũng không có ngắm nghía một cô nào sao đi làm chung? Không ngắm nhưng mà nói chung là em không biết, em gặp người lạ em không biết bắt đầu như thế nào á, nên nhìn vậy thôi chứ còn mình không biết. Thật ra đúng đó, bạn trai này chia sẻ đúng là tâm lý của những cái bạn trẻ mà, đặc biệt là những bạn không phải thành phố Hồ Chí Minh đến đây lập nghiệp và không có bạn bè, công việc rồi mình cuộc sống mọi thứ đúng là khó. Tình trường em sao? Tình trường của em thì em chưa có mối tình chính thức nào chị, tại vì cũng lo học với lại lo tìm việc làm trước, mình ổn định rồi mình mới tìm được đối tượng á. Dạ thì cô hồi sinh viên thì em cũng có đơn phương thôi ạ. Thì cũng không tới đâu. Đơn phương là mình thích người ta? Dạ đúng rồi. Người ta có biết mình thích ta không? Dạ cũng như là trong lớp á thì anh đó thì cũng học giỏi, thì mình giống như mình ngưỡng mộ, mình idol vậy đó ha. Nhưng mà mình biết bạn đó có bạn gái rồi thì mình không có theo đuổi nữa. Từ lúc ra trường đi làm tới nay chưa có để ý một ai hết trơn hả? Dạ chưa. Có ai đeo đuổi mình không? Cái là có mình không thích, chưa phù hợp hay là không có ai luôn? Dạ cũng có ạ, nhưng mà mình không thích với lại mình không thấy đúng gu của mình á. Có vẻ như hai người này đều còn rất là trong trắng trong cái chuyện tình yêu. Em muốn tìm một người như thế nào? Dạ thì chủ yếu là biết quan tâm mình là được rồi chị. Làm việc nhà rồi chia sẻ những công việc với mình, cũng như là mình buồn thì cũng có người để nói chuyện, mình vui cũng có người chia sẻ. Em thiên về tình cảm nhiều hơn. Về ngoại hình? Ngoại hình thì em ưa nhìn một xíu và thì phải cao hơn em ạ. Em thấy hơi cao à, em cao nhiêu? Dạ có mấy 6 thôi chị. Mấy 6, bạn này cao nhiêu? 68. Rồi, có điều gì em không thích về một người bạn trai? Không biết bạn trai bên đó có hút thuốc không ạ? Có em. Có. Vì cái kiểu ở xa nhà mà ở một mình nữa chắc chắn là có hút thuốc. Anh tới từ từ cai đi ạ. Hút nhiều ít? Ngày hút bao nhiêu? Ít chứ còn nhiều, một gói có khi hút 2-3 ngày. Hết hồn, gói có khi 2-3 ngày. Bây giờ mình bớt dần dần lại đi. Tại sau này lấy vợ sẽ có con cái rồi nữa rồi cũng phải từ từ bỏ hả? Có nghĩa không bỏ hẳn, lâu lâu một vài điếu cũng được. Mình đừng có bị phụ thuộc vào nó quá. Về sức khỏe của mình nhiều khi cũng hút thuốc quá mà mập không nổi á. Có đi khám sức khỏe định kỳ không? Dạ có, công ty là tháng năm nào cũng khám định kỳ. Đó, hút thuốc nó cũng không có tốt cho phổi của mình nữa nha. Từ từ bỏ nha, ảnh hưởng cho người khác nữa. Là cái người hút thuốc bị động người ta sẽ bị nhiều khi bệnh còn nặng hơn cái người hút thuốc chủ động. Có yêu cầu gì nữa không? Phải hiền xíu ạ. Tại vì dạ tính em cũng hiền mà bạn đó dữ quá em làm siết. Em là vừa hiền hay dữ? Em thì nóng tính trong cái lúc đó thôi, chứ còn xong mà rồi. Thế còn em, tiêu chuẩn em muốn tìm một người bạn gái, người vợ tương lai như thế nào? Biết sống đối nhân xử thế, đối với em là cái quan trọng nhất. Mình sống như con người với con người á, mình làm sao cho nó đừng có mất lòng nhau được. Có cần cái bên ngoài như thế nào không? Chuột mắt, mũi, miệng, tóc tai. Cái đó thì mình nhìn sau rồi mình mới được. Rồi, cơ bản là như vậy. Em có đem hình ảnh đi theo không hai em? Dạ có, một tấm nó được không chị? Đâu được, đưa đây coi cho bạn gái đoán thử xem. Anh nào? Anh này. Tại sao em đoán là anh đó? Tại vì anh nói anh cũng hiền, còn mấy anh này gì. Đoán là được ai chưa? Đây phải không chị? Tại sao đoán là cô đó? Dạ, tại vì đoán theo chiều cao. Dạ. Cao đó hả? Rồi, xin mời hai em nhìn qua cánh cửa trái tim. Sao, đúng không? Em không biết là đúng hay không. Trời ơi, đứng ngoài vậy rồi mà còn không biết đúng hay không nữa hả? Sai. Chắc là đúng hay sao? Đâu mà đúng. Trời ơi, cổ đây nè, mặc áo váy cam đúng không? Dạ đúng. Đó mới đúng. Dạ đúng. Còn em sao? Ảnh đâu? Kế bên. Kế bên. Chúc mừng hai bạn. Rồi, chặt lất luôn rồi. Ủa này gì đây? Dạ quà. Tặng đi. Dạ, em có món quà này gọi cho anh ạ. Cảm ơn em, tại vì anh bên này chương trình gọi hay gấp quá nên anh chạy từ cuộc chiến lên đây là chưa có quà cho em á. Dạ, không sao. Cái này quà tặng sau nha. Có không à? Có mới nói à, bây giờ bị phạt nè, vừa không có quà cho người ta mà còn vừa đoán sai hình nữa. Mà nhìn nhau rồi mà còn chưa nhận ra nữa, bây giờ có hình phạt. Ảnh á, bây giờ mình phạt ảnh hát được không? Dạ được ạ. Rồi mời em. Cánh hồng phai. Rồi mời em là một đoạn cánh hồng phai. Hát vài câu thôi. Rồi vài câu thôi cưng. Nàng như một đóa hồng phai, hương sắc heo hon theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim vỡ tan. Nhưng mà giọng này là giọng chắc ở nhà không đi chơi có luyện nè, ở nhà luyện hát, luyện karaoke nè. Đúng không cưng? Dạ đúng. Ủa nhưng mà sao cuộc sống tẻ nhạt có vậy rồi ở nhà không? Có đi ra ngoài cà phê, gặp pháo, dạ, có phim, có ảnh gì không? Nhưng mà công ty em là toàn thanh niên đàn ông không à. Vậy là đi bia ôm? Dạ không đi bia ôm. Ví dụ như là cà phê, ăn nhậu với lại làm mấy anh có gia đình thế nào? Có nhậu không? Em nhậu thì cũng không có phải là vì nhậu, không phải là thường xuyên. Ví dụ như là có tiệc gì ở đây chứ còn không có ăn nhậu thì ngày nào cũng nhậu được đâu. Em nhậu là ít nhậu lắm. Rồi thí dụ bây giờ có bạn gái thì mình hẹn hò như thế nào? Mình sắp xếp thời gian cho bạn gái như thế nào? Không phải là em bận nhưng mà tại vì do cái em muốn bận, em không muốn nghỉ. Chứ thời gian thì sắp xếp được hết. Khi mở cửa trái tim này ra thì cảm nhận đầu tiên của em là như thế nào? Dạ em thấy anh này cũng hiền mà không giống trong tấm ảnh. Trong tấm ảnh thì không có hiền. Bây giờ chúng tôi sẽ dành cho hai bạn một khoảng không gian riêng để hai bạn trò chuyện với nhau và trao đổi những thông tin với nhau, tìm hiểu công ăn việc làm, là hẹn cái giờ giấc coi mình hẹn hò như thế nào nha, quan điểm về hôn nhân gia đình luôn để mình xem mình có đi với nhau được đoạn đường dài hay không. Rồi mời đồ ăn. Rồi, trời ơi, quá hấp dẫn luôn. Đúng là buổi trưa chúng ta đói bụng rồi. Mời hai em sẽ thưởng thức món ăn rất ngon của nhà hàng Indochine. Đó là món gỏi và cháo gà. Nhớ nha, vừa ăn vừa tâm sự trò chuyện với nhau nha không? Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai em ngon miệng. Ăn đi cưng. Ủa gì bình thường anh làm anh nghĩ thứ mấy? Là anh làm nguyên tuần luôn? Sẽ có một ngày ốp. Mình ốp ngày nào cũng được. Cái đó anh tự lựa chọn đúng không? Đúng Không biết là bình thường anh làm trễ nhất là mấy giờ ạ? Buổi tối có đi đâu chơi không? Nếu mà bình thường không có việc gì thì anh có thể làm tới 6 giờ tối. Khách hàng mình phục vụ theo nhu cầu của khách hàng, rồi mình có thể hẹn ngày mai hoặc là không, nhưng mà mình muốn làm thì mình cứ làm thôi. Anh thì ít nói lắm, anh phải bắt chuyện anh mới nói được nha. Em khó em ơi, em khó em ơi. Không biết anh có xuống Bến Tre chưa? Anh xuống tới Long An là hết rồi, còn chưa tới xuống cái đó đâu. À, chưa có dịp đúng không? Đúng rồi, chưa xuống dưới miền Tây, xuống nó không biết bơi. Nước anh, không thì anh đi ở trên đường anh đừng xuống dưới nước. Xuống nó sông nước không mà. Sông nước nhưng ta có cầu mà. Sao giờ sợ? Anh cũng ăn đi, tại vì em đang làm răng á, nên ăn cũng hơi khó chứ. Anh có gì hỏi em không? Nãy giờ em hỏi anh không à? Chắc không có gì hỏi quá. Vậy ví dụ như bây giờ hai đứa mình quen nhau thì anh dành thời gian nào cho em? Em muốn thời gian nào cũng được thế à? Nhưng mà ban ngày đi làm rồi mà em muốn buổi tối thôi chứ. Còn ví dụ như ngày Chủ nhật hay ngày thứ Bảy thì em nghỉ, thì ngày hôm đó anh ốp thôi. Thời gian thì quá đơn giản. Thì là sắp xếp được đúng không? Đúng rồi. Anh ốp mấy ngày cũng được mà. Nhưng mà ốp làm gì, quan trọng là mình đi đâu, mình làm cái gì mình ốp. Nói chung là cũng làm tay chân cũng cực lắm á. Trời ơi, hai người này mà yêu nhau chắc đi chơi hẹn hò và dắt tôi theo quá à. Sao không ai nói năng gì hết trơn hết trọi vậy? Em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Dạ, cái đó thì em không có thích lắm ạ. Ví dụ như mình tìm hiểu, mình yêu thương thì nhau thì mình quyết định tới hôn nhân luôn ạ. Ví dụ như bây giờ em lấy chồng, ngày em phát hiện ra là chồng em hay đi làm mà, rồi công việc, hay ngoại giao, hay tiếp khách, rồi hay đến những cái nơi nhạy cảm, ví dụ như đi uống bia ôm, đi cà phê, đi gì đó, đi massage, mà những cái chỗ nhạy cảm thì em sẽ phản ứng như thế nào? Em sẽ bình thường chị, ví dụ như quan trọng là thái độ của anh đó ạ. Cái đó là cái việc xã giao bình thường thì mình không nói, ví dụ như mà anh ấy thích như vậy thì phải coi lại ạ. Em quan điểm như thế nào về việc đó? Khi mà mình độc thân nó khác khi mình lập gia đình, thì em nghĩ cái chuyện mà người đàn ông đi ra ngoài giao thiệp rồi đến những cái chỗ nhạy cảm với bạn bè thì em nghĩ điều đó là bình thường hay là điều đó? Thưa chị, là theo tôi nghĩ là chưa có gia đình thì mình đi chơi thì nói chung là cái thanh niên mà em nghĩ nó bình thường quá. Còn mà đã có gia đình rồi thì mình phải lo cho gia đình. Em mà đã có vợ rồi thì chắc chắn là thời gian em dành cho vợ em. Hôm nay em có đi với ai không? Có người nhà không? Em đi một mình. Đi một mình. Hôm nay em gái có đi với ai không? Dạ có, em đi với em gái của em ạ. Rồi, ok, bây giờ xin mời em gái của bên nhà gái vào nha. Rồi, chào em gái, em tên gì? Dạ, em chào chị Cát Tường, chào quý khán giả. Em tên là Mỹ Tiên, là em gái của chị Lan. Là em ruột luôn đó hả? Dạ, Tường? Lan với Tiên, còn nhà có mấy anh chị em? Dạ còn thêm anh cả, anh hai nữa ạ. Năm nay cưng nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 25 tuổi. Mình đang sống Bến Tre thành phố? Dạ sống chung. Là hai chị em mướn nhà ở chung đó phải không? Dạ đúng rồi. Làm việc gì? Dạ em làm ở bên ngành may mặc đó chị. Rồi hồi nãy giờ mình cũng nghe câu chuyện của hai anh chị ha. Em nhận xét như thế nào về cặp đôi này? Nhận xét như thế nào về người anh trai bên đây? Dạ em thấy anh này thì nhìn thì cũng hơi hiền. Chắc tầm kiểu như là 7 đến 8 phần cái hình mẫu lý tưởng của chị em. Cũng là trùng khớp 7-80%. Dạ đúng rồi. Bình thường thì ở nhà chị Lan là người như thế nào? Có những cái điểm tật xấu gì nữa không? Chị Lan em á thì rất là lanh luôn. Nhưng mà lên đây sau nãy giờ thấy không lanh vậy? Không, chắc là do run. Với lại một phần em thấy chị em cũng hỏi anh này nhiều mà anh này ít hỏi anh chị em nhiều. Chỉ có cái tính là hơi nóng xí. Hơi nóng một xí thôi đúng không? Mình biết vậy thì thôi. Mình kèm lại ha, cho bớt cái nóng. Nhiều khi nóng quá là hư bột hư đường hết. Rồi bây giờ một lời khuyên dành cho chị mình thì em khuyên chị mình như thế nào? Chị nếu mà chị nãy giờ tiếp xúc với anh này mà cảm thấy là ok hay là có thể là tiến sâu hơn thì chị có thể là cho anh này một cơ hội, hoặc là hai anh chị cùng nhau cho nhau cái cơ hội ha. Rồi, cảm ơn em gái. Rồi, mình sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện anh chị nha. Bây giờ chương trình dành cho các bạn thêm một cái thử thách mình vượt qua. Mỗi người bóc một lá thăm để mình có thể hiểu nhau được nhiều hơn trong cái thử thách này. Mời em. Cô gái yêu cầu bạn trai thể hiện một hành động nói lên sức mạnh của đàn ông. Em có quyền yêu cầu anh ấy. Vậy em muốn anh làm gì? Vậy anh hít đất cho em 10 cái. Hít đất cho em 10 cái được không? Ở nhà một mình phải tập thể dục chứ, thôi ốm mà tao nói mình yếu. Mình phải chứng minh ốm nhưng không hề yếu. Rồi mời em. Đếm đi cưng, em gái. 1 2 3 sức 4 5 6 7 8 9 10. Ốm thì không hề yếu nha. Rồi bây giờ mời bạn gái bóc một lá bài. Bạn trai xin phép nắm tay thể hiện tình cảm với bạn gái, sau đó hỏi cảm nhận của cô ấy. Thở thở đi cưng nha. Đây là yêu cầu của chương trình để mình kiểm tra lại cái cảm xúc của mình, xem mình có cái điện nó có chạy không, nó có sự va chạm, nó có cảm xúc gì trong người không nha. Mời em. Anh xin phép. Rồi nắm tay 30 giây đi, nhìn thẳng vào nhau rồi mỗi người nói một câu thôi. Mình nhìn nhau đi. Cảm giác của em như thế nào? Em run quá. Được là kệ. Không nói gì hết hả? Dạ, không. Nắm tay chặt quá vậy mà không nói gì hết trơn vậy. Quan trọng anh đã nói cho em chứ. Em cũng không biết nói sao luôn. À, được rồi, mời hai bạn về vị trí. Cảm xúc của bản thân như thế nào, hoặc là nhận xét về người đối diện như thế nào, tùy mình. Mời em trai nói trước. Thì cảm nhận của em thì thấy bạn gái này thì cũng dễ thương, nhưng mà có ốm giống em. Hai người thiếu ăn, thiếu người chăm sóc. Cảm nhận của em như vậy thôi chị. Rồi mời em gái, cảm nhận của mình như ngay lúc này như thế nào? Dạ, cảm nhận của em là từ lúc mà tham gia chương trình này, ví dụ như là em vui ạ. Thì em hôm nay thì được gặp anh ở đây thì thấy anh cũng hiền, cũng mong muốn là ví dụ như sau này mình có thêm thời gian về dành cho nhau, cũng như là mình trao đổi những cái kinh nghiệm. Ví dụ như là sau này bình thường anh ở sống một mình đúng không, thì sau này sẽ có em. Rồi, cảm ơn hai bạn. Bây giờ là giờ phút quan trọng nha. Mình bấm vì cảm xúc của chính bản thân mình và phải chịu trách nhiệm về điều đó. Mời mình đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của Diệp Tường, đồng ý mình bấm mạnh, không đồng ý mình có quyền lấy tay ra. 1 2 3. Hết thời gian. Ủa em có bấm không? Em có bấm không? Bấm mạnh vô. Chị thấy là thật sự bạn gái bấm trước em, nhưng mà đèn bạn ấy không có sáng, nó chưa trùng khớp, nhưng mà các bạn ấy cũng đã bấm nút và đèn đã sáng. Chúng ta nắm tay nhau nhé. Bây giờ chúng ta đã chính thức là một cặp đôi để tìm hiểu nhau. Mời hai bạn nắm tay nhau. Rồi bây giờ chị Tường hỏi em trai nè, em đang còn băn khoăn điều gì? Chị thấy trong cái bấm nút của em nó chưa có sự dứt khoát, mà mình còn ái ngại một cái điều gì đó. Em cũng không biết em nghĩ cái gì nữa. Đây là cái quyết định mà nó cũng khó khăn. Khó khăn. Nhưng cuối cùng tại sao em lại quyết định bấm? Em muốn để tìm hiểu này nó như thế nào. Muốn cho mình cố gắng quan tâm nhau, chăm sóc nhau thật nhiều. Và hy vọng rằng là cũng sẽ đến lúc các bạn báo tin vui cho chương trình. Ngồi ổn định giùm tụi em nè. Mời chị giới thiệu luôn cho em về họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Chị em làm công ty, em tên là Nguyễn Thị Gấm, em quê ở Cà Mau chị. Hiện tại bây giờ em đang làm công việc ở Bình Dương. Chị sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 83. À rồi, sinh năm 83. Rồi chị Gấm nói một xíu về bản thân mình đi. Là mình có những cái điểm yếu, điểm mạnh như thế nào ha? Dạ điểm yếu em thì em dễ tin người đó. Em hay nhiệt tình đỡ, nhưng còn thì việc khác phản lại thôi. Còn điểm mạnh em thích đi chơi, rồi đi chơi, đi du lịch. Chị là trước giờ mình đã lập gia đình chưa? Dạ cách đây 16 năm rồi. Tại em vợ chồng đi thân cũng đi dị 16 năm nay à, em được hai bé. Là lý do vì sao mà mình lại ly hôn chị? Tại hồi xưa thì vợ chồng chả có gì hết, mà em ở tập gia đình ở ngoài Bắc á, cho nên là anh ấy thì cũng tin tưởng, vợ chồng thì cũng tin tưởng, nhưng mà anh đưa anh có người khác, cho nên là anh kêu là ba mẹ con đưa trong này đi, rồi anh về ngoài đó anh bán nhà bán đất đi vô trong này. Cuối cùng em càng đợi càng mất cho tới bây giờ luôn. Chỉ có nhiêu đó thôi chứ vợ chồng chả cự cãi mà cãi gì hết, tại vì anh không thì khác. rồi, cho nên là anh dẫn người ta về ở với cùng nhà. À, coi như là ở trong đây là có ba mẹ con ở thôi. Dạ. Ừ. Rồi khi mà vào đây làm thì ở trong công ty này kia chị có tìm hiểu ai khác không? Em thì cũng có 2-3 thầy gì đó, nhưng mà một bên thì quen 2 năm, nhưng mà gia đình anh không chịu em biết đạo cái chuối chị. Ừ. Là cũng chia tay mấy tỉnh kia thì cũng còn lừa dối thôi. Cho nên là em biết phát hiện ra được cái em cũng không. Rồi vậy thì bây giờ chị Gấm mong muốn tìm một người như thế nào chị? Về ngoại hình, tuổi tác, vùng miền đâu nè? Dạ em thì cũng đơn giản, học thư viện, không có giàu sang người ta chị, em cũng làm công nhân thôi. Em chỉ một người biết lo làm ăn, người đẹp, biết có sự cầu tiến đấy chị. Ừ, rồi tuổi tác ở đâu, vùng miền ở đâu thì được chị? Tuổi tác sao cũng được, nói chung em không quan trọng tuổi tác đâu chị, biết sao tôi yêu em mà lo lắng cho em, cuộc sống cho em. Rồi nhỏ hơn tuổi mình vẫn được đúng không? Dạ, không sao. Ừ. Rồi đang ở Bình Dương hay ở Cà Mau hay ở đâu? Hay ở vùng miền nào cũng được? Ở Bình Dương. Hiện tại bây giờ em đang ở Bình Dương, còn anh ấy thì ở đâu cũng được, biết sao là người đó làm em. Biết nói chuyện là em chỉ cần người đàn ông chung thủy, lo làm ăn. Về chiều cao thì trên tầm 1m7. Ừ, chị là cao mét nhiêu? Em cao mét 50. À, là bạn trai phải 1m7 hả? Rồi, ok, những cái này chỉ là tiêu chuẩn đầu tiên thôi ha. Nếu như mà có người phù hợp hoặc là mình được chọn vào vòng 2 á, thì chương trình sẽ thông báo sớm cho mình biết nha chị Gấm. Hôm nay chỉ là buổi cát đầu tiên thôi. Dạ rồi, cảm ơn chị ạ. Dạ, em chào chị ạ. Rồi. Dạ, cảm ơn chị nha. Rồi. Chào em, chị là Uyên, biên tập của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì trong đây cũng có chị Nhung, biên tập nữa ha em ha. Thì trước mắt thì mình giới thiệu, mình có 5 phút giới thiệu về bản thân mình, họ và tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì. Mời em ha. Em không chị? Ừ, dạ. Mời em đó. Ừ. Dung, em sinh năm 1995, hiện tại thì em làm nhân viên ở một ban quản lý dự án ở tỉnh Bình Phước đó chị. Mình quản lý dự án gì em? Dạ, hiện tại thì công ty của em xây trung tâm thương mại với lại những cái dãy nhà phố liền trong cái khu trung tâm thương mại đó chị. Thì em sẽ làm ở dự án. Ừ. Rồi mình nói tiếp đi. Dạ chị có thể em cũng không biết là phải điểm mạnh điểm yếu của mình là gì, rồi tình trường của mình ra làm sao. Dạ em điểm mạnh của em á là em là thuộc dạng người hiền lành. Dạ, em là tốt bụng và tử tế, và em là biết nấu ăn, biết làm việc nhà. Nói chung là em cảm thấy là những cái việc mà một người phụ nữ bình thường làm được thì em sẽ làm được. Những cái ưu điểm của em nói chung là vui vẻ, hòa đồng. Còn điểm yếu của em là em chỉ nhát gan và sợ ma thôi. Trước giờ thì em đã quen được 3 người, giống như là trong hồ sơ của em đã ghi đấy ạ. Thì là cái mối tình cuối cùng của em là cách đây là 3 năm đó chị. Chị có nghe em nói mình kể chi mình kể chi tiết về cái mối tình 3 năm của mình đi. Quen bao lâu, lý do vì sao mình chia tay? Cái mối tình cuối cùng của em là cách đây 3 năm. Thì lúc đó là tụi em đang quen nhau là đã được 2 năm rồi. Thì tụi em cũng đang chuẩn bị là làm đám cưới. Thì cái ngày hôm đó thì cái chuyện xảy ra bất ngờ. Thì bạn đó đã gọi điện cho em nói là kiểu như có người thứ ba á chị. Thì tụi em đã chia tay trong cái cuộc gọi ngày hôm đó luôn. Nói chung là chia tay bất ngờ, và từ thời điểm đó tới hôm nay là đã được 3 năm rồi. Rồi. Thì 3 năm nay mình có tìm hiểu thêm ai không Dung? Dạ, bạn nay thì em cũng có tìm hiểu một vài bạn, nói chung là cũng có nhiều bạn cũng nhắn tin, và ở ngoài cũng có mà kiểu online cũng có, nhưng mà em cũng chưa có mối tình chính thức nào, em cũng chưa có hẹn hò với bạn nào với khoảng thời gian 3 năm. Ừ. Rồi thì bây giờ mình tham gia chương trình thì mình mong muốn điều gì? Hiện tại thì mong muốn là người phù hợp kết hôn luôn. Ừ. Vậy mình nói về cái hình mẫu của mình đi. Mình có hình mẫu nào nhất định không? Rồi ngoại hình của người ta ra làm sao? Mình miêu tả giúp ha. Dạ. Em mong muốn là sẽ có chiều cao một xíu, kiểu 1m68 trở lên đó chị, 1m68, 69, 70 là được rồi ạ. Đó. Thì kiểu như là sáng sủa một xíu, em nghĩ là một người thông minh, là một người nói chuyện rõ ràng và nói chung là chính trực, nói chung là kiểu một người rõ ràng, đàng hoàng và thông minh, kiểu như là một người tử tế. Ừ. Về ngoại hình thì như thế nào? Mình chia sẻ dùm về ngoại hình đi ha, cao ra làm dạ. Sao anh đó có cái điểm gì mà mình thu hút đó thì mình cứ chia sẻ giúp ha. Dạ, chiều cao thì như em nói là 1m68 trở lên ạ. Còn kiểu như da không quá đen là được, nói chung là da nên ngâm không quá đen đó chị. Dạ. Rồi. Thì dạ không em không muốn là em không muốn hói. Chị hói không chị. Hói. Ừ. Dạ, nói chung là mặt mày sáng sủa ok là được, nói chung là nhìn mặt có tí, nhìn không có bị hầm hố, không có bị hung dữ. Ừ. Dạ. Về độ tuổi thì về độ tuổi thì sao? Dạ, độ tuổi thì em nghĩ là những cái độ tuổi mà hợp với em, ví dụ như là 91 hoặc là 94 với chị. 87 thì em sợ là hơi lớn tuổi một xíu. Mình cho mời tụi chị một cái khoảng đi, tại vì khi mà em giới hạn cái tuổi của giới tuổi lại thì là em đã đánh mất đi cơ hội là có những người phù hợp với mình rồi, thì mình cho một cái khoảng hoặc là tránh những cái tuổi nào đó ha. Dạ. Tránh tuổi dần với tuổi tỵ á chị. Ừ. Tránh tuổi dần với tuổi tỵ. Dạ. Thì là từ khoảng từ 28 cho tới 30, 33 là được ạ. Rồi. Dạ. Mình còn yêu cầu gì thêm nữa không? Dạ. Thì em về bạn trai á thì em hy vọng là bạn sẽ có một cái thu nhập ổn định. Ừ, thì, thu nhập bao nhiêu là ổn định? Mình cụ thể ha. Em nghĩ là thu nhập của em, thu nhập ổn định là em nghĩ là trên 20 một tháng, hoặc là nếu mà làm nghề tự do không có ổn định được cái thu nhập của mình đó, thì kiểu như là có thể có khả năng lo cho vợ con một cuộc sống ổn định là ok rồi chị ạ. Tại vì có nhiều ngành nghề không có lương ổn định theo tháng ạ. Ừ, rồi. Vậy thì ngành nghề nào mà em thấy là ổn định? Mình cho biết là mình thích cái ngành nghề nào luôn cũng được. Dạ. Ngành nghề thì kinh doanh tự do thì càng tốt với chị ạ. Ừ. Không có gò bó em, không có gò bó thời gian, không phải công việc văn phòng, nếu như mà kiểu như làm việc mà kiểu kinh doanh, kiểu như tự kinh doanh đó chị, thì ok ạ. Ừ. Rồi. Mình còn cái gì để nói với chương trình nữa không bạn? Nói chung là em mong là chương trình sẽ tìm cho em được một người phù hợp và một người kiểu ok một xíu để em có thể ổn định, quen lâu dài và kiểu như là sẽ tiến tới hôn nhân được. Em rất là cảm ơn chương trình. Ừ, thì sẽ có bọn nếu như mà tìm được người phù hợp và bạn lọt vào vòng 2 thì chương trình sẽ gọi lại cho bạn ha. Rồi, cảm ơn bạn đã tham gia buổi cắt thoải mái, tại vì tụi em đang nhìn thấy hình ảnh của mình rồi nè. Đầu tiên là mời chị giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Dạ. Chị tên là Nguyễn Thị Quỳnh Trang, năm nay 53 tuổi, là sinh năm 71 á. Quê thì ở Bình Định, nhưng mà nhà thì có tại ở Bình Dương rồi. Hiện tại đang ở Bình Dương. Nhà là ở Bình Dương, nhưng mà công việc hiện tại mình là làm cái gì chị? À quên, công việc hiện tại thì là nhân viên buồng phòng của công ty Bicomet Tokyo á. Mình làm dọn buồng phòng ở chỗ đó thôi hay có nhiều địa điểm khác nhau? Đúng rồi, ở một chỗ đây. Chị làm như vậy thì là cái thu nhập của mình thì như thế nào chị? Nói chung là tạm ổn. Ừ. Tầm khoảng bao nhiêu á chị? 6,5 triệu một tháng. Ừ, rồi ok. Chị Trang là trước giờ mình đã từng lập gia đình chưa? Chị đã có gia đình rồi. Chị ly hôn được 13 năm rồi, 13 năm nay. Hiện tại đang sống với 2 đứa con. Con thì nó cũng lớn hết rồi. Một đứa gái thì đã có chồng, có cái chồng. Còn thằng con trai thì sinh năm 2000. Hiện tại đang sống với ba mẹ con. Đã ly hôn, nhưng mà cái lý do vì sao mà chị lại ly hôn? Cái này chuyện riêng gia đình chị mà. Nói chung là vợ chồng bất hòa ly hôn thôi. Ừ. Là chị ly hôn cách đây bao lâu rồi? 13 năm rồi. Trong 13 năm đó thì là chị có tìm hiểu ai khác không? Không. Nói chung là cũng có bạn bè trong nhóm chơi vậy thôi, chứ cũng không tìm hiểu ai. Ừ. Rồi chị nói một xíu về bản thân mình đi, những cái điểm mạnh, điểm yếu của chị như thế nào ha? Điểm mạnh của chị thì chăm ngoan, đại khái là chu đáo, cẩn thận, rất là nghiêm túc trong công việc và nghiêm túc trong những mọi việc mình muốn làm gì đó đều là nguyên nghiêm túc và thật lòng. Trung thực, tính chị rất là trung thực. Còn điểm yếu của chị thì tận tụy và hy sinh quá nhiều. Tận tụy và hy sinh cho gia đình là chủ yếu đúng không chị? Đúng là cho gia đình và cho người thân là chủ yếu. Còn riêng bản thân mình thì không nghĩ đến, chưa bao giờ nghĩ đến riêng cho mình. Đến ngày hôm nay thật sự là mới cảm thấy là nhìn lại thì mọi thứ đã xong hết rồi. Mình không còn cái gì gọi là để lo lắng quá nhiều nữa, thì mình lúc mới dành cho mình một chút thời gian. Là hiện tại là chị ở cùng với con mình ở dưới Bình Dương luôn hả? Đúng rồi. Rồi ok, bây giờ chị mong muốn tìm kiếm một người như thế nào chị? Về ngoại hình nè, về tính cách, tuổi tác ha, những cái tiêu chí chị cứ đưa ra hết nha. Về ngoại hình thì chung là tươm tất, gọn gàng một chút, lịch sự một chút, đừng có lề mề bê bối quá. Thì về nói chung cái đó chỉnh sửa cũng được, nhưng mà về chỉnh sửa thì hơi bị lâu, hơi bị bất động, nên nói chung là mình cảm thấy là gọn gàng, người đàn ông biết gọn gàng chỉnh tề một chút, đó là ngoại hình. Còn tuổi tác thì có thể từ 65 trở lại, 70 trở lại cũng được. Chung là còn sức khỏe là ok, chị cũng không màng. Tại vì cái nhu cầu của chị hiện tại bây giờ là tìm một người để mà nương dựa tuổi già, nói chuyện tâm sự, ví dụ như cần với nhau những lúc trò chuyện, rồi hai đứa cùng đi chơi, đi đây đi đó, chứ còn không có còn mà cái gì. Ví dụ như giờ con cái nó có vợ có chồng hết rồi, mà giờ mình một mình á thì nó cũng đơn độc quá, nó buồn quá. Mà giờ đi đâu cũng kẹp theo con thì thấy cho nó bất hòa, bất khó chịu cho nó, tội nghiệp. Nên mình muốn có một cái người mà để luôn kề bên mình, để đi đâu cũng được, lúc nào cũng có một người vậy thôi. Rồi ok. Có yêu cầu là người này phải ở Bình Dương luôn không chị, hay là như thế nào? Thì nói chung là không, nếu được ở Bình Dương thì tốt, nhưng mà không á, thì xa khoảng 200 km trở lại là được. Nói chung là dễ, thuận tiện, dễ mà hai bên đến với nhau, chứ còn xa quá người ta cũng làm biếng lắm em. Mà chị cũng làm biếng lắm. Nói chung là chị đi công việc cũng không đành, mà người ta thì cũng chưa chắc là đã đến. Thì tầm chỗ Vũng Tàu trở lại Bình Dương, hoặc là đâu đó xung quanh vậy đó. Rồi ok. Cảm ơn chị Trang. Hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi. Nếu mà mình được chọn thì sẽ có biên tập trao đổi thêm ha, cũng như là có người phù hợp thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết nha. Dạ rồi, okay. Cảm ơn chị ạ. Rồi, cảm ơn chương trình. Bye bye.